Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trưa ngày 20 tháng 6 năm 2024, tại phủ chủ tịch, ngay sau lễ đón chính thức, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Trước đó tại phủ chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón trọng thể Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm cấp nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin theo nghi thức cấp nhà nước sau lễ đón. Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Putin sẽ có cuộc hội đàm để bàn phương hướng tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện mà hai bên đã thiết lập. Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 6 năm 2024. Chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Nga Putin diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 30 năm ngày ký Hiệp ước về nguyên tắc cơ bản trong quan hệ hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga và tiến tới kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2025. Chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam diễn ra chỉ ít lâu sau khi Tổng thống Vladimir Putin nhậm chức nhiệm kỳ mới, thể hiện sự đánh giá cao của nước Nga, cá nhân Tổng thống Vladimir Putin cũng như cộng đồng quốc tế về cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam qua 40 năm đổi mới, trên cơ sở kế thừa quá trình đấu tranh với nhiều nỗ lực của dân tộc ta qua nhiều thế hệ. Chuyến thăm khẳng định sự coi trọng đối với lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự trân trọng của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đối với cá nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người có nhiều đóng góp đối với quan hệ hai nước. Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam. Kết thúc cuộc gặp giữa Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ Gennady Bedeko. Hai bên đã nhất trí về những bước tiến mới trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nga. Việc TF là một dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự đoàn kết và thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước lên tầm cao mới. Việc hai bên đồng ý tăng cường sự phối hợp trong các diễn đàn quốc tế về hòa bình, ổn định và phát triển chung là một minh chứng cho tinh thần hợp tác và đối thoại xây dựng mạnh mẽ giữa Việt Nam và Nga. Các nỗ lực chung này hứa hẹn sẽ mở ra những triển vọng mới, tăng cường sự hiểu biết và kết nối giữa hai dân tộc, từ đó củng cố thêm nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ Gennady Bedeko đã đặt ra nền móng vững chắc cho việc chuẩn bị chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin, một sự kiện đáng chú ý và được chờ đợi trong lịch sử quan hệ đối ngoại giữa Việt Nam và Nga. Mọi chủ đề được thảo luận và các hiệp định được ký kết trong cuộc gặp này sẽ là động lực mạnh mẽ để hai nước tiếp tục phát triển và khẳng định vai trò quan trọng của mình trên sân khấu quốc tế. Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam luôn coi Nga là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình, luôn theo dõi sát tình hình và ủng hộ Nga phát triển ổn định. Lần thứ 5 thăm Việt Nam của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Chuyến thăm lần này đánh dấu lần thứ 5 Tổng thống Vladimir Putin sang thăm Việt Nam trong các nhiệm kỳ của mình. Các chuyến thăm trước của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Việt Nam diễn ra vào các năm 2001, 2006, 2013 và 2017. Ngày 1 tháng 3 năm 2001, sau gần một năm trở thành Tổng thống Liên bang Nga nhiệm kỳ đầu tiên, ông Vladimir Putin đã có chuyến thăm Việt Nam. Trong ảnh, Chủ tịch Trần Đức Lương cùng với Tổng thống Nga duyệt đội danh dự. Lãnh đạo hai nước cùng ký kết tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Nga và ngày 1 tháng 3 năm 2001 tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp trong quan hệ hai nước. Trong chuyến thăm đầu tiên tới Việt Nam trên cương vị Tổng thống Nga, ông Putin cũng đã gặp mặt cộng đồng người Việt Nam từng học tập tại Nga. Tổng thống Putin cũng ghé thăm nhiều địa điểm ở Việt Nam vào năm 2001, trong đó có di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám ở Hà Nội. Tại đây, ông đã gióng, trống và viết sổ lưu niệm. Tháng 11 năm 2006, Tổng thống Putin tiếp tục chuyến thăm lần thứ hai tới Hà Nội để tham dự hội nghị APEC 14 và thăm chính thức Việt Nam. Tại hội nghị APEC 14, Tổng thống Nga cùng lãnh đạo các nước APEC diện trang phục truyền thống của Việt Nam.
Sau hội nghị APEC lần thứ 14, ông Putin có chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Nhân chuyến thăm này, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống Nga ký tuyên bố chung về hợp tác trong lĩnh vực thăm dò địa chất và khai thác dầu khí giữa hai nước ngày 20 tháng 11 năm 2006. Đến tháng 11 năm 2013, một năm sau khi hai nước chính thức nâng cấp quan hệ ngoại giao lên đối tác chiến lược toàn diện, Tổng thống Putin tiếp tục có chuyến thăm chính thức tới Việt Nam. Trong chuyến thăm Việt Nam lần thứ 3 vào năm 2013, Tổng thống Vladimir Putin đã hội đàm với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, hội kiến Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Hai bên đã ký kết nhiều thỏa thuận văn kiện hợp tác song phương. Tháng 11 năm 2017, Tổng thống Nga Putin tiếp tục đến Việt Nam tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC 2017 tại thành phố Đà Nẵng. Tại hội nghị APEC ở Đà Nẵng, Tổng thống Nga Putin đã tranh thủ gặp gỡ, trao đổi cùng Tổng thống Mỹ thời điểm đó là ông Donald Trump. Kết quả, hai bên đã đạt được tuyên bố chung giữa Nga và Mỹ về vấn đề Syria. Hội nghị thượng đỉnh APEC lần thứ 25 tại Đà Nẵng vào năm 2017 là lần gần đây nhất Tổng thống Putin ghé thăm Việt Nam. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có cuộc gặp song phương với Tổng thống Putin. Trong hai ngày 19 và 20 tháng 6, nhà lãnh đạo Nga sẽ có chuyến thăm lần thứ 5 tới Việt Nam, tháp tùng Tổng thống Putin thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Có Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Phân ban Nga, Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam, Nga về Hợp tác Kinh tế, Thương mại và Khoa học Kỹ thuật Dmitry Chernyshenko, Phó Chánh văn phòng Tổng thống, Thư ký báo chí Tổng thống Dmitry Peskov, Phụ trách lễ tân Tổng thống Vladislav Kitaev, Trợ lý Tổng thống Yuri Usakov, Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Bedeko, Bộ trưởng Tư pháp Konstantin Chuyechenko, Bộ trưởng Công thương Anton Alikhanov, Bộ trưởng Giao thông Roman Starovoit, Bộ trưởng Năng lượng Sergei Sivilev. Ngoài ra, còn có lãnh đạo đại diện Cơ quan Liên bang về Hợp tác Kỹ thuật Quân sự, Cơ quan Giám sát trong lĩnh vực bảo vệ quyền của người tiêu dùng và phúc lợi nhân dân, Cục Cảnh vệ Liên bang phụ trách cơ quan an ninh của Tổng thống, Bộ Quốc phòng, vùng Primorye, tỉnh Kaluga, tỉnh Zhytomyr, Novgorod, chủ đầu tư trực tiếp, Học viện Kinh tế Quốc dân và Hành chính công trực thuộc Tổng công ty cổ phần Mở, Zarubezhneft, Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Rosatom, Công ty cổ phần Xuất khẩu Quốc phòng Nga, Rosoboronexport, Công ty cổ phần Novatek, Tập đoàn Phát triển Quốc gia Ngân hàng Kinh tế Đối ngoại Liên bang Nga, Công ty cổ phần Ngân hàng VTB, Cục Đối ngoại Tổng thống. Chuyến thăm có ý nghĩa hết sức quan trọng, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga trên tất cả lĩnh vực và nâng tầm lên trong tình hình mới, đặc biệt trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực hiện thực hóa tuyên bố chung về tầm nhìn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đến năm 2030. Chuyến thăm không chỉ là sự kiện ngoại giao quan trọng, mà còn thể hiện sự coi trọng và cam kết của Nga đối với mối quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam. Trong khuôn khổ chuyến thăm, lãnh đạo hai nước sẽ thảo luận và định hướng cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đến năm 2030, xác định rõ hơn lĩnh vực hợp tác trọng điểm từ kinh tế, thương mại, quốc phòng, an ninh, năng lượng, khoa học, công nghệ đến giáo dục, văn hóa, ngoại giao nhân dân. Các mục tiêu dài hạn và kế hoạch hành động cụ thể sẽ được đề ra nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững và hệ quả của quan hệ song phương trong tương lai. Đài Russia Today Nga đăng video Tổng thống Putin được chào đón ở sân bay Nội Bài. Đêm 19 rạng sáng 20 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến sân bay quốc tế Nội Bài ở thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 6 theo lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đài Russia Today Nga đã đăng tải đoạn video Tổng thống Putin xuống sân bay quốc tế Nội Bài và được phía Việt Nam đón tiếp trọng thị. Đón Tổng thống Putin và đoàn tại sân bay có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Nga về Hợp tác Kinh tế, Thương mại và Khoa học Kỹ thuật. Tham gia đón đoàn còn có các ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi, Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bedetko. Vào khoảng 2 giờ 40 phút sáng ngày 20 tháng 6, đoàn xe chở Tổng thống Nga Vladimir Putin từ sân bay Nội Bài đã về tới khách sạn Metropole Hà Nội. Nhiều tuyến phố ở nội thành Hà Nội an ninh thắt chặt, tạm cấm các phương tiện lưu thông. Các xe cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát liên tục để đảm bảo an toàn trật tự giao thông.
Khoảng 2 giờ 30 phút, đoàn xe chở Tổng thống Vladimir Putin đã di chuyển về tới đường Ngô Quyền, Hà Nội. Đội dẫn đoàn triển khai theo hình mũi tên gồm 3 xe đi trước, 4 xe đi sau, 3 tốp xe trước làm nhiệm vụ mở đường, dừng các xe đi qua giao lộ, còn các xe sau sẽ khóa đuôi không cho các phương tiện khác xâm nhập vào đoàn. Chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin với các hoạt động chính gói gọn trong ngày 20 tháng 9 diễn ra trong dịp Việt Nam-Nga kỷ niệm 30 năm Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga. Mọi hoạt động ra vào tại khu vực khách sạn Metropole Hà Nội hiện đang đều được kiểm soát nghiêm ngặt. Chuyên cơ chở Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hạ cánh tại sân bay Nội Bài, thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sau thủ tục chào hỏi ngắn gọn, Tổng thống Putin cùng đoàn Nga lên xe về nơi nghỉ ngơi ở khách sạn. Lễ đón chính thức sẽ được cử hành trọng thể tại Phủ Chủ tịch vào trưa ngày 20 tháng 6. Theo báo chí Nga, đoàn đại biểu Nga tháp tùng Tổng thống Putin có Ngoại trưởng Sergei Lavrov, Phó Thủ tướng Dmitry Denisenko cùng Bộ trưởng các bộ Công thương, Giao thông vận tải, Năng lượng, Tư pháp. Ngoài ra còn có Thứ trưởng Quốc phòng, Giám đốc Cơ quan Liên bang Nga về Hợp tác Kỹ thuật Quân sự, Tổng Giám đốc Cơ quan Trung gian duy nhất của Nga về xuất nhập khẩu các sản phẩm công nghệ dịch vụ quân sự Rostov-Voronezh-Port, Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Liên bang Nga Rosatom. Trong số này, một số thành viên đoàn đã đến Việt Nam mấy ngày trước, chẳng hạn như ông Alexei Likhachev, Tổng Giám đốc Rosatom chiều qua đã có cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ông Putin từng đến Việt Nam 4 lần, với 3 lần trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức vào năm 2001, 2006 và 2013. Lần còn lại là vào năm 2017, khi ông đến Đà Nẵng để dự APEC do Việt Nam làm chủ nhà. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!